quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Mai. Mình là Quỳnh Như đây. Và ngày hôm nay thì một lần nữa Trang đã xuất hiện ở trong kênh của mình cùng với một món đồ vật bí ẩn. Đấy là chiếc máy ảnh Canon M50. Đây cũng chính là chiếc máy ảnh mà mình đã từng dùng để quay khá là nhiều vlog. Nhưng mà gần đây thì mình đã quyết định là bán nó đi để mua cái điện thoại iPhone 12 Pro Max mà mình đang quay cho các bạn xem đây. Thế nhưng mà Trang, khi mà mình hỏi Trang có muốn bán máy ảnh đi mua điện thoại không thì Trang lại bảo là không, Trang vẫn muốn giữ máy ảnh. Vậy thì rốt cuộc là cuối năm như thế này thì chúng mình nên lên đời điện thoại hay là nên mua máy ảnh? Bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhá. Khoan đã mọi người ạ, mình phải làm rõ cái điều này một chút. Đấy là cái việc mà mình phân vân ở đây là đặt vào cương vị những người không quá am hiểu về nhiếp ảnh. Nghĩa là muốn mua một cái máy ảnh kiểu nhỏ nhắn xinh xắn dễ dùng giống như là Canon M50 về để quay vlog này hoặc là quay video các thứ chơi chơi thôi, chứ không phải là nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhá. Chắc chắn là nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì các bạn sẽ chẳng bao giờ phân vân giữa việc là đi lên đời điện thoại hay là mua một cái máy ảnh nữa, bởi vì là nó không liên quan đến nhau, đúng không? Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên là Trang, tại sao em phải mua cái máy ảnh này? Đầu tiên thì chắc chắn là do lúc đầu em muốn bắt đầu quay vlog thì em đã xem ở trên YouTube và em thấy rất nhiều người recommend cái máy ảnh. Chuẩn luôn. Ngày trước mình xem video của gia đình Cam Cam các thứ ấy, anh Kiên Hoàng anh cũng bảo là quay bằng cái máy ảnh này và mình thấy ôi dồi ôi, màu nó đẹp dã man. Nhưng mà đến khi mình mua về thì mình hơi thất vọng một chút và mình phát hiện ra là hóa ra là họ quay đẹp là tại vì nhà họ đẹp. Ánh sáng vốn dĩ nó đã đẹp rồi, còn ví dụ mình quay trong nhà mà không biết set up ánh sáng các thứ và không biết chỉnh thì nó sẽ không đẹp lắm. Bởi vì tất cả những cái vlog mà em đã từng quay ấy, em không cho lên cái nào cả, bởi vì nó không thực sự như em mong muốn ấy. Cái thứ hai đấy là em muốn làm vlog một cách chỉnh chu, kiểu mình đầu tư hẳn vào luôn. Và em cũng định làm cả make up nữa, thế nên là quay make up mà, nên là mình cần phải rõ chi tiết thì em muốn mua máy ảnh. Công nhận, ngày trước mình có làm một hai video make up mật mộc các kiểu ấy. Đầu tiên là mình làm bằng điện thoại nhá, xong rồi mình bực dã man luôn. Ao nét này, rồi không biết mình có đang ở giữa màn hình đâu không. Xong rồi ví dụ quay phải lấy một cái gương nữa để quay. Nhưng mà gần đây ví dụ mình làm cái video mình make up với cả chị Linh ấy, thì mình có quay bằng cái máy này. Đấy là video cuối cùng trước khi mình bán máy. Thì nó rất là tiện các bạn ạ. Ví dụ nó có một cái màn hình lật ở đây này, chúng mình có thể soi vào đây thay một cái gương luôn, soi xem mình đang ngồi ở đâu, có bị ao nét không. Rồi màn hình còn cảm ứng nữa, có thể chỉnh mọi thứ ở trên màn hình. Thế sao chị lại bán máy ảnh? Tại vì là sau khi mình đi làm ở đây, đầu tiên mình quyết định mua máy ảnh là tại vì ngày trước mình dùng iPhone XS các bạn ạ. Bởi vì iPhone XS thì quay nó rất là dở. Mình quay, mình toàn quay trong nhà thôi. Thậm chí mình có mua một cái đèn LED ring to ơi là to cả 1 triệu luôn. Đó là cái size to nhất luôn ý. Mà mình quay nó vẫn bị noise, nó vẫn bị nhiễu, nó không được đẹp. Nó cứ bệt bệt kiểu gì, xong rất là khó quay. Thế là mình mới quyết định là mua một cái máy ảnh đó. Thế xong rồi mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, chung sống rất là hòa thuận với cái máy ảnh của mình cho đến khi mình đi làm ở đây. Và mình mang máy ảnh lên và mọi người vẫn bắt đầu hỏi: em mua máy đấy làm gì, tốn tiền, tại sao lại mua máy đấy, sao không đầu tư mua hẳn một cái điện thoại. Mà mình thì là một người rất là kiên định các bạn ạ, nên mình cũng quyết định là bán luôn. Hôm nay các anh nói là ngày mai mình bán luôn, mình bán máy ảnh, mua điện thoại luôn. Nhưng mà sau khi mua thì mình cảm thấy nó cũng khá là tiện. Đầu tiên em biết không, em dùng máy ảnh, ví dụ em muốn xuất file ảnh các thứ ấy, khó. Xong rồi xuất lên máy tính thì mình phải chỉnh lại các thứ nữa, không thì nó sẽ là file raw và nó không được đúng màu ấy. Đúng. Trong khi ví dụ em chụp một điện thoại á, tách 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 xong. Đúng. Đấy. Xuất file tiếp. Thế là mình mới hỏi các anh xem là thế rốt cuộc thì là máy ảnh tốt hơn hay điện thoại tốt hơn, thì các anh bảo là nếu mà các bạn thực sự chuyên nghiệp và các bạn biết chỉnh các thông số cũng như là hay quay trong những cái môi trường mà ánh sáng chan hòa đẹp đẽ thì các bạn nên mua một cái như thế này, hoặc là chuyên quay vlog ấy và cần có màn hình riêng, hoặc là các bạn giàu chẳng hạn, nghĩa là các bạn có sẵn một cái điện thoại để có thể đáp ứng được cái sự tốc độ thì các bạn dùng điện thoại, xong rồi khi nào cần đẹp hơn, chỉnh chu hơn một tí thì các bạn lại dùng cái máy này, thì các bạn có thể sở hữu cả hai cái. Còn nếu các bạn muốn một cái gì đấy nó tiện lợi và 2 trong 1 thì mình nghĩ là nên mua điện thoại. Bởi vì ví dụ mình đổi điện thoại nhá, mình thấy là up story các thứ nó cũng nét hơn này. Còn ví dụ cái máy ảnh này, mình chỉ có thể phục vụ được nhu cầu chụp ảnh, quay video của mình. Còn ví dụ khi nào mà mình cần cái gì tiện lợi thì nó sẽ không đáp ứng được. Với cả ví dụ một cái thiết bị mà em dùng hàng ngày, xong rồi đi đâu em cũng mang theo, đi đâu em cũng dùng, bỏ vào túi rất là dễ, thì nó sẽ tiện hơn là em phải dùng một cái điện thoại xong rồi xách theo một cái máy ảnh nữa. May mà cái máy này còn bé chứ những cái máy ảnh khác nó rất là to. Cái máy này thì được cái là khá là nhẹ và dùng cũng khá là hay đấy, không phải là đâu, nhưng mà chẳng qua là tại vì mình không thể lựa chọn là giữ cái máy ảnh mà vẫn muốn lên đời điện thoại, nên là mình đã quyết định hy sinh một thứ. Hy sinh đời bố để củng cố đời con các bạn. Nhưng mà đấy là những cảm nhận của bọn mình thôi, những người mà không phải là am hiểu quá về những cái thiết bị chụp ảnh như thế này, hay là kể cả là điện thoại cũng không biết, là nếu nói về mình điện thoại thì được, chứ không biết là nếu mà so sánh camera của điện thoại máy ảnh thì nó như nào. Nên bây giờ mình sẽ phỏng vấn thêm một vài đàn anh ở trong văn phòng và anh sẽ đưa ra lời khuyên cho các bạn nếu các bạn phân vân là cuối năm muốn lên đời điện thoại hay là mua thêm một chiếc máy ảnh nhá. Các bạn phải hiểu rằng ấy,
tại sao cái máy ảnh nó không tên là cái điện thoại và tại sao cái điện thoại nó không tên là máy ảnh. Bởi vì ngay cái tên nó đã định hình ra được tác vụ khác nhau. Với những người dùng cơ bản nhất như kiểu kênh Vinh Show cũng thế, chỉ quay bằng điện thoại thôi. Tại vì sao? Editor đủ trình đâu mà đi quay máy ảnh. Lúc đấy quay vừa cháy rồi vừa mất nét rồi xong rồi còn thông số sai các thứ tình đúng không ạ? Thì rõ ràng là không nên mua. Chúng ta muốn mua một thiết bị là máy ảnh hay là điện thoại, người dùng mới quyết định chất lượng đầu ra cuối cùng chứ không phải là thiết bị. Bởi vì kể cả một người cầm một chiếc phone mà có trình độ chụp ảnh đẹp, họ vẫn chụp ra đẹp được. Chứ một người mà gọi là không có trình độ mà cầm một chiếc A73 thì người ta chụp vẫn như chụp bằng phone cả thôi. Đấy, vì thế nên cái cốt lõi là các bạn phải tự đặt ra kiến thức các bạn đủ dùng thiết bị đấy không. Không có đủ cái trình độ chuyên môn thì cứ dùng điện thoại thôi. Bởi vì các bạn dễ dùng, quay chụp các thứ mọi thứ tự động ngon ngày. Còn nếu các bạn mà có trình độ biết tận dụng tối đa sức mạnh của thiết bị máy ảnh thì nên mua máy ảnh vậy thôi. Và hẹn gặp lại bạn ở các chương trình lần sau. Những cái đôi từ nào liên quan đến phone đều sẽ bị bíp đi. Còn mỗi chữ phone rồi để các bạn không biết đây là thương hiệu gì, không lại bảo tôi nói xấu thương hiệu nhá. Video này vẫn sẽ được lên các bạn ạ. Và bây giờ anh em liên hoan như thế nào?